Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Hòa Bình ở nguyên vị trí, luật pháp đến hồi cáo trùng. Ở nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luật pháp là một công cụ của nhà nước. Còn ở các nước dân chủ thì nhà nước là công cụ của pháp luật. Đấy là điều khác nhau rất cơ bản giữa hai nhà nước. Được biết trong tổ chức bộ máy nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam là một. Vì nhân sự bên trong nhà nước này 100% là đảng viên Đảng Cộng sản nên nói nhà nước cũng là đảng viên là như vậy. Công an, Viện Kiểm soát, Tòa án, cả ba hệ thống tham gia vào quy trình tố tụng của nhà nước. Tuy nhiên, ba hệ thống này không độc lập nên nó mới hình thành nên sự thông đồng giữa cơ quan cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án để lập nên những thành tích xuất sắc giả tạo, phá án nhanh và nhận khen thưởng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình. Trong năm 2020 và đầu năm 2021, nền tư pháp Việt Nam chứng kiến hai phiên tòa gay góc. Đó là phiên tòa giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải và vụ án phúc thẩm 6 bị cáo ở Đồng Tâm. Cả hai đều thể hiện ý muốn bất chính của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, vụ án Hồ Duy Hải là một vụ án mang tính bảo vệ cái sai của chế độ, của nền tư pháp. Vụ Đồng Tâm là bảo vệ ý chí của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam muốn răn đe những người dân oan khác trên cả nước. Tòa án chính là nơi nắm cán cân công lý. Ở nước ngoài, mỗi tòa án là độc lập với nhau. Họ dựa vào pháp luật mà xử, chứ không dựa vào ý chí của ai cả. Tuy nhiên, hệ thống tòa án ở Việt Nam được thống nhất chỉ đạo bởi Đảng Cộng sản, nên dù cho bị oan hay ở cấp tòa này, người ta kêu oan lên cấp tòa khác cũng vô dụng. Vì tòa án cao sẽ bảo vệ cái sai của tòa án thấp hơn. Từ xưa đến nay, chánh án tòa án tối cao là một ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, Trung ương Đảng khóa 13 này thì có thể khác, vì hiện nay ông Nguyễn Hòa Bình đang là chánh án tòa án nhân dân tối cao nhưng lại là ủy viên Bộ Chính trị. Nếu con người này ngồi lại ghế chánh án tòa án nhân dân tối cao thì điều gì sẽ xảy ra? Ông Nguyễn Hòa Bình cũng gắn liền với hình ảnh công lý bị chà đạp. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án nhân dân tối cao, đã vào Bộ Chính trị. Ông ta được bầu vào Bộ Chính trị lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình vào ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Như vậy, ông Bình là chánh án thứ hai trong lịch sử tòa án nhân dân tối cao được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan tập hợp những đảng viên quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người còn lại cũng tên là Hòa Bình nhưng mang họ Trương, trúng vào Bộ Chính trị tháng 1 năm 2016 tại đại hội lần thứ 12. Tuy nhiên, ông Trương Hòa Bình sang bên hành pháp làm chức Phó Thủ tướng gần như ngay sau đó, trong một kỳ họp Quốc hội hết sức đặc biệt vào tháng 4 cùng năm. Để rồi, ông Nguyễn Hòa Bình thay thế ông ở vị trí chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Hiện nay cũng như sắp tới, ngày sắp xếp xong nhân sự của Ban Bí thư và Chính phủ, nhưng vẫn chưa rõ ông Nguyễn Hòa Bình sẽ làm việc ở bộ máy nào trong hai bộ máy này. Nếu ông Nguyễn Hòa Bình tiếp tục giữ vị trí chánh án trong 5 năm tới, thì đây là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân tối cao có một chân thực chất trong Bộ Chính trị. Tuy nhiên, đây sẽ là điều đáng lo ngại cho tình hình thực thi công lý ở Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, một biểu tượng của nạn bẻ gãy cán cân công lý. Theo lẽ thường, thẩm phán không nên là đảng viên để giữ được tính độc lập, phi đảng phái của mình. Có như vậy mới có thể xét xử công bằng. Nhưng dĩ nhiên, Việt Nam không có một nền tư pháp độc lập để có thể lấy cái tiêu chuẩn đó ra mà đo. Chức vụ bên đảng hay còn gọi là cấp ủy, quyết định quyền lực thực tế của một đảng viên, chứ không phải chức vụ bên phía chính quyền. Bộ Chính trị, cơ quan cấp trên của Ban chấp hành Trung ương Đảng mới là điểm đến của những đảng viên tham vọng nhất và thành đạt nhất trong bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyễn Hòa Bình là một con người xem thường pháp luật có việc xét xử Hồ Duy Hải. Nếu ông Bình mà ngồi lại chiếc ghế chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, thì có thể nói một chút tính nghiêm minh của pháp luật còn sót lại cũng sẽ bị bỏ ông Nguyễn Hòa Bình tẩy xóa nốt. Đó là viễn cảnh của nền tư pháp Việt Nam nếu ông Nguyễn Hòa Bình làm chánh án. Và câu hỏi đặt ra là tại sao một kẻ bẻ cán cân công lý lại được chọn?
Chức danh này xưa nay không phải là vị trí quyền lực gì cho lắm bên phía cấp ủy. Các chánh án xưa nay thường chỉ lên được đến ủy viên trung ương, ngoài hai vị kể trên thì còn có Phạm Hưng, Nguyễn Văn Hiện. Số còn lại thậm chí còn không vào được ban chấp hành trung ương đảng như Phạm Văn Bạch, Trần Công Tường, Trịnh Hồng Dương. Điều đó dường như nói lên tất cả mọi thứ cần biết về địa vị của ngành tòa án Việt Nam trong toàn bộ hệ thống chính trị. Rằng người nắm cán cân công lý gần như không có quyền lực gì đáng kể. Và nếu giả sử ông Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính không kéo Nguyễn Hòa Bình về được, thì có thể nói tòa án Việt Nam đang có một kẻ chuyên bẻ gãy cán cân công lý, nắm quyền điều khiển ngành tư pháp tại Việt Nam. Được vào Bộ Chính trị là phần thưởng mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho ông Nguyễn Hòa Bình. Phần thưởng đó đã dành cho cái gì thì có lẽ cần phải phân tích thêm trong 5 năm tới đây. Nguyễn Hòa Bình đã làm được những gì? Đây là hình ảnh sự vui mừng của Nguyễn Hòa Bình khi được bầu vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với vai trò lãnh đạo của ngành tòa án xem xét và xét xử hàng loạt các vụ án đình đám liên quan đến công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhiều đảng viên cấp cao đến thế phải hầu tòa, phải chịu mức án cực kỳ nặng, như ông Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trịnh Xuân Thanh, v.v. Đây là phần việc ông Nguyễn Hòa Bình nghi điểm vì phục vụ ông Trọng đốt lò. Ở những vụ án này thì liệu ông Nguyễn Hòa Bình phục vụ công lý hay phục vụ nguyện vọng của Nguyễn Phú Trọng? Đây cũng là một câu hỏi. Với tuyên giáo thì người ta sẽ ca ngợi ông Nguyễn Hòa Bình phục vụ công lý. Nhưng với người am hiểu thì người ta thừa biết ông Nguyễn Hòa Bình đang phục vụ cho ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng nhằm tìm cho mình lợi ích chính trị. Để chứng minh cho việc xét xử phục vụ công lý hay phục vụ ý đồ cấp trên thì hãy nhìn vào phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải vào năm 2020 và phiên sơ thẩm vụ án Đồng Tâm cũng vào năm 2020. Vụ án Hồ Duy Hải, ông Nguyễn Hòa Bình đã đồng lõa với sai phạm quy trình tố tụng hình sự từ công an điều tra cho đến việc ép xử ở hai cấp phía dưới, mục đích là bảo vệ cái sai của hệ thống tư pháp. Còn vụ Đồng Tâm thì ông Nguyễn Hòa Bình dùng phiên tòa xét xử này để răn đe những người dân ăn khác như Dương Nội, Văn Giang, Thủ Thiêm, Vườn Giao Lộc Hưng không được phản kháng nữa. Và rõ ràng thông tin cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang thẳng tay đàn áp tiếng nói trái chiều. Trong nhiệm kỳ 5 năm ông Nguyễn Hòa Bình nắm tòa án, những phiên tòa chính trị cũng diễn ra và người ta ghi nhận càng ngày tòa càng ác với người lẽ ra không đáng ghét tội này. Các vụ án có thể kể ra như vụ án Hội Nhà báo Độc lập năm 2020, vụ án Hội Anh em Dân chủ năm 2016, vụ án Nguyễn Ngọc Như Quỳnh năm 2017, v.v. Thực tế cho thấy trong 5 năm qua, số lượng các nhà bất đồng chính kiến bị xét xử tăng cao hơn nhiều so với thời gian trước đây, đến mức gần như xóa sổ phong trào chính trị đối lập ở Việt Nam. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam thưởng chánh án Nguyễn Hòa Bình vì những công trạng này cho thấy những oan khiên mà ông Bình và ngành tòa án gây ra trong suốt nhiệm kỳ vừa rồi chính xác là những gì mà Đảng đang mong đợi. Điều đó có nghĩa là tử tù Hồ Duy Hải và những người nông dân nổi dậy như Lê Đình Chức hay các nhà bất đồng chính kiến như Phạm Chí Dũng, Trần Huỳnh Chí Thức gần như không có cửa để hy vọng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình không xứng đáng với chiếc áo quan tòa. Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã trực tiếp xét xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải và là trung tâm của làn sóng chỉ trích trong dư luận. Việc ông Bình được lên chức chứng tỏ Đảng có thể đạp lên dư luận và tới đây những ai dẫn đầu phong trào phản đối đó có thể phải gánh chịu các hậu quả. Với địa vị mới quyền lực hơn hẳn so với trước đây, ông Bình có thể bắt đầu trừng phạt những kẻ từng làm ông mất mặt. Việc ông chánh án Nguyễn Hòa Bình được vào Bộ Chính trị có thể nâng cao đôi chút vị thế của hệ thống tòa án trong toàn bộ thể chế. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là tòa án sẽ xét xử công bằng hơn, độc lập hơn nếu không muốn nói là tòa án càng ngày càng chà đạp lên luật pháp. Thực tế, tòa án của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đóng vai trò công cụ đắc lực hơn nữa cho trò chơi vương quyền và chính sách cai trị của Đảng mà thôi. Và đã đến thời cáo chung cho nền công lý. Người dân ví von công lý ở Việt Nam là diễn viên hài để mỉa mai nền công lý nay thế này mai thế khác. Thực chất từ nhiều năm qua để tìm kiếm công lý nơi tòa án của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam vốn đã khó, nay lại càng khó hơn. Ông Nguyễn Hòa Bình ngồi ở ghế cao nhất của ngành tòa án trong bao năm qua thì ông đều cho thấy
ông đã quyết trà đạp lên luật pháp như thế nào. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hòa Bình, còn nắm toán thì công lý vẫn mãi như một anh hề. Được biết hiện nay, ông Nguyễn Hòa Bình đang là đối tượng mà ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính tranh giành. Tuy nhiên, với con người, ông Nguyễn Hòa Bình mà nắm ngành nào thì ngành đó xem thường pháp luật. Ông Nguyễn Hòa Bình có một phẩm chất cho các lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản cần, nhưng đối với dân thì người ta rất sợ ông này. Nơi ông này làm việc là nơi đó người dân sẽ bị ép xử đến chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 3 năm 2021 với bản tin Nguyễn Hòa Bình ở nguyên vị trí, luật pháp đến hồi cáo chung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.